ái nữ của Bình Minh hưởng trọn ghen trội của bố mẹ làm một hành động ý nghĩa khiến netizen thán phục. Mới đây, bà xã của Bình Minh đã chia sẻ loạt ảnh của con gái đầu lòng. Nhiều khán giả cũng khen ngợi ái nữ càng lớn càng xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ. Bên cạnh đó, nhóc tì còn làm một hành động ý nghĩa khiến netizen thán phục. Mới đây, trên trang cá nhân, anh Thơ, bà xã của Bình Minh đã đăng tải loạt khoảnh khắc của con gái đầu lòng An Nhiên. Có thể thấy, ái nữ nhà Bình Minh anh Thơ có sự thay đổi kiểu tóc. Đáng nói, bà xã Bình Minh cũng đã tiết lộ con gái cắt tóc để hiến tặng bệnh nhân ung thư. Theo đó, bà xã Bình Minh chia sẻ dòng trạng thái, diện mạo mới của chị hai sau khi cắt đi gần 30cm tóc để hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư. Trước đó chỉ hồi hộp lắm vì quen để tóc và mái thật dài rồi nên có biết nếu cắt ngắn sẽ ra sao. Được cái nữa là giờ bơi xong gội đầu nhanh hơn trước rất nhiều vì tóc chỉ vừa dài vừa dày luôn. Chúc mừng con gái đã thực hiện được ước mơ hiến tóc của mình nè, 2 năm nữa lại làm tiếp nha. Nhiều khán giả dành lời thán phục cho con gái Bình Minh vì còn nhỏ tuổi nhưng đã có tấm lòng yêu thương mọi người. Bên cạnh đó, khán giả cũng khen ngợi ái nữ càng lớn càng xinh đẹp, rạng rỡ và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. Bình Minh được nhiều khán giả biết đến với vai trò làm diễn viên, MC và người mẫu. Anh nên duyên cùng với doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Sau 14 năm về chung một nhà, cặp đôi hạnh phúc chào đón hai nàng công chúa xinh xắn là An Nhiên và An Như. Đặc biệt, ái nữ nhà nam diễn viên thừa hưởng ghen trội từ bố nên sở hữu chiều cao vượt trội khiến phụ huynh nhiều lần bị dìm hàng khi đứng cạnh. Cả hai chị em đều thừa hưởng ghen cao của bố mẹ. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng An Nhiên và An Như đã có chiều cao vượt trội hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Được biết chị cả An Nhiên hiện đã cao hơn mẹ và sắp sửa ngang bằng bố. An Như mới 10 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1m54. Ngắm nhìn đôi chân dài miên man của hai chị em, ai nấy đều dự đoán rằng hai bé có tố chất trở thành người mẫu, hoa hậu trong tương lai. Cũng chính nhờ chiều cao vượt trội mà An Nhiên và An Như thường chiếm trọn spotlight khi chụp chung hình cùng bố mẹ. Ngoài thừa hưởng ghen của bố mẹ để có chiều cao vượt trội, hai công chúa nhà Bình Minh thường xuyên rèn luyện thể thao, đặc biệt là môn bơi lội, cầu lông, bóng chuyền. Nữ doanh nhân Anh Thơ bật mí, các con đều chơi thể thao khoảng 4 tiếng một ngày. Cả hai nhóc tì đều tham gia vào đội tuyển bơi lội ở trường. An Như còn thường xuyên chơi bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. Hai con đều thích các hoạt động thể dục thể thao đến nỗi mà mẹ Anh Thơ phải lo lắng, trong 2 tuần liên tiếp mỗi ngày chơi 4 tiếng. Từ 8 giờ đến 12 giờ, mỗi môn 1 tiếng tù tì, đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông xen kẽ và bơi lội cố định mỗi ngày. Riêng vụ này thì em châu bò hơn mẹ rồi, nghỉ chơi thể thao 4 tiếng liên tục mỗi ngày kiểu này mẹ chịu. Đấy, các mẹ hỏi sao mấy chị nhà mình chân dài, sao cao thế? Được thừa hưởng gen 3 là một phần, dinh dưỡng đúng là một phần, còn lại là do chơi thể thao miệt mài đó cô chú ơi. Dù khá là bận rộn kinh doanh, nhưng cả Bình Minh và bà xã đều dành nhiều thời gian bên các con. Cả nhà cùng nhau đi ăn, đi chơi vui vẻ. Nam diễn viên từng bộc bạch, tôi muốn gần gũi với con khi hai đứa còn nhỏ. Không rõ sau này hai con gái có đi du học hay không, tôi sợ cảm giác xa cách giữa bố con lắm. Tôi từng bảo với vợ rằng nếu hai đứa đi du học, tôi sẵn sàng đi theo để nấu cơm cho con. May mắn có hai con xinh xắn và cao ráo, vợ chồng nam MC tự hào dù nhiều lần bị dìm hàng. Nhờ cách nuôi dạy khéo léo mà tổ ấm Bình Minh chính là hình mẫu nhiều người yêu thích.